xin chào bà con cô bác. Hey! Xin chào, một ngày mùa đã đến, nắng lung linh, hoa lá đang tươi bình. Vui ngày mới, làm việc mê say, yêu thương chưa tràn đầy. Đôi tay này, buồn mai ấm thêm vui, khắp muôn đời, rộn rã vang tiếng cười. Ba gia đình vợ tôi là số 1 tuần này sẽ mang đến những năng khiếu hết sức đặc sắc. Người dân quê tôi sống trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có người con gái bực mình mà có ưa. Như bức hòa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò giọng đưa. Dễ thương, dí dỏm. Chị có đạt lên gì? Đạt nào? Đạt nào? Đạt nào? Nhanh nhẹn, hoạt bát. Cái cúp nó còn cái gì đeo trên cổ nữa? Thôi chưa. Điềm tĩnh, thông minh. Chăm sóc cho nó, mình ấp ủ cho nó, gọi là chịu ươm. Đúng rồi, đúng hay. Đó là tất cả thế mạnh giúp các cặp vợ chồng vượt qua các thử thách. Ngôi vị cao nhất của chiếc cân vàng sẽ vinh danh ai? Câu trả lời hấp dẫn sẽ có ngay sau đây. Xin chào bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt xốp sạch sâu, ngát hương bền lâu sau cả ngày dài đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa bà con, vẫn như mọi khi, chương trình Vợ Tôi Là Số 1 sẽ chào đón 3 cặp gia đình. Và mỗi cặp vợ chồng sẽ phải dùng những kiến thức chăm sóc gia đình nhỏ của mình cộng với những kiến thức xã hội cũng như là sự hiểu biết lẫn nhau để có thể vượt qua được những khó khăn của chương trình đưa ra. Và người phụ nữ giỏi nhất sẽ ngồi lên trên chiếc cân vàng. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ với gia đình đầu tiên đến từ Vĩnh Long, Toàn Thị Tuyết Dân và Cao Công Đông. Dạ em chào anh Đại Nghĩa. Chào em. Quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em tên là Tuyết Dân, còn ông xã em tên là Công Đông. Dạ hai đứa em tính đều dình Vĩnh Long ạ. À, công việc hiện nay của hai vợ chồng là gì? Dạ. Em làm bên may mặc, còn ông xã em là thu tiền điện. Em làm may mặc là dạ. Mình làm tiệm may ở nhà công hay công sao ty, em? Dạ công ty anh. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình truyền hình hay sao em? Dạ. À đó giờ mình có coi chương trình này nhiều không? Dạ có, em coi thường lắm. À có dạ. Bao giờ mình coi chương trình xong mình rút ra cho mình được những cái kinh nghiệm trong gia đình, trong cuộc sống không? Dạ có. Mình xem chương trình thường xuyên mình học được nhiều kiến thức, những kinh nghiệm từ những cặp vợ chồng khác. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay mình cũng sẽ phải chia sẻ những cái hiểu biết của mình, dạ. Những kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người cũng có thể học tập từ mình. Đồng ý không? Dạ. Vậy thì giờ ta rung quá, vỗ tay một cái cho người ta bớt rung coi mọi người. Và tiếp theo chúng ta làm quen với gia đình số 2, Lê Thị Diễm và Huỳnh Đình Bảo Quốc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào em. Em chào anh Lê Nghĩa. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Diễm, đang làm kinh doanh. Bên cạnh em đó là anh Bảo Quốc, là anh xã nhà em. Hiện giờ em đang làm kinh doanh về nhà nước. Anh xã em thì đang làm kỹ thuật về nhà nước. Vậy thì hai vợ chồng em đang là đối thủ cạnh tranh với nhau rất là khốc liệt. Trời nhưng ơi. Mà không có xảy ra cái mâu thuẫn gì hết. Vì nhờ ông xã đã làm kỹ thuật 14 năm mà giúp đỡ cho em về các bạn kỹ thuật này, em làm tốt cái việc kinh doanh của mình hiện tại. À hai vợ chồng coi như là cũng có qua có lại giúp đỡ san sẻ lẫn nhau. Dạ. Cảm ơn em. Đó là gia đình số 2 nha. Tiếp theo, gia đình số 3 Nguyễn Thị Phê và Lý Anh Tuấn đến từ Sóc Trăng. À, chào anh Đại Nghĩa, chào quý vị khán giả, chào đội bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Thị Phê, còn ông xã là Lý Anh Tuấn. À, ông xã sẽ có câu hát Dần Quê Sóc Trăng để gây tặng quý vị khán giả. Quê hương Sóc Trăng cho nên có câu về Sóc Trăng hát tặng mọi người. Mời em. Người dân quê tôi sống trăng đã bao đời dầm mưa dãi nắng. Đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mắt ngọt đời con. À, cảm ơn em. Ở cái làng hơi này mà ca cái lương chắc cũng ngọt lắm đây. Gia đình số 3 hát bài về Sóc Trăng rồi. Giờ nhà số 2 mình có gì mình tặng mọi người không? Em là đến, vợ chồng em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thật ra em được sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Vậy thì hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người một bài thơ, hai câu thơ về cái Cần Thơ của em. Mời em. Đó là đặc trưng của ông xã, nhờ hai câu thơ này mà em lấy ông xã em. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng luôn muốn về. Làm gì? Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có người con gái bực mình mà khó ưa. Sao mà hồi đó mấy cái câu này mà ông xã kết nối với em vậy? Dạ do là thật ra em là dân kinh doanh rất là năng động. Ông xã thì ít nói nhưng mà khi mà gặp em thì ông xã làm thơ đồ rất là tuyệt vời. Lúc đó ông tặng em mấy câu này đó hả? Dạ. Trời hay quá ha. Cảm ơn
Dạ. Vậy thôi giờ nhà số 1 làm luôn đi. Dạ. Có cái gì mình tặng cho những gia đình còn lại cũng như khán giả không nè? À, một đoạn trong cái bài ngợi ca quê hương em. Rồi mời em. Như bức hòa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò giọng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hạt lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Thôi được rồi, một chút âm nhạc cũng để làm cho chúng ta thoải mái tự tin hơn nha. Và chúc cho cả ba gia đình trình vui trong ngày hôm nay. Mời mọi người về vị trí. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng thi đầu tiên, khởi động. Vòng thi đầu tiên của chúng ta khởi động thì mỗi gia đình chỉ trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm mà thôi, một câu trùng khớp với nhau thì hai vợ chồng sẽ mang về cho nhà mình 300 điểm. Gia đình của Tuyết Dân đầu tiên nha, chủ đề là thay đổi. Câu 1, vợ hay chồng, tính cách của ai trước giờ không đổi, xưa sao giờ y chang vậy, không có gì thay đổi, ai nào? Vợ trùng khớp. Tính tình của em thì thế nào? Em tự nhận xét về mình ra sao? Tính tình em thì dạng như em ít nói anh. Ít nói? Dạ. Lấy chồng xong cũng ít nói y chang vậy? Dạ cũng vậy anh. Câu 2, cái điểm thay đổi lớn nhất của vợ từ ngày kết hôn đến giờ là gì? Ví dụ như thay đổi kiểu tóc, thay đổi màu da, thay đổi gì đó đặc biệt. Da, ăn uống, không trùng nữa. Câu 3, chồng có cái điểm mới nào từ ngày lấy vợ? Từ hồi đó giờ xong, ổng có cái gì mới so với ngày xưa? Không có. Còn vợ ghi rằng là mập. Trời ơi, vậy mà mập đó hả em? Mập hơn rồi đó anh. Thì là hồi xưa còn ốm dữ nữa hả? Dạ. Vậy là em nuôi khéo rồi. Hồi đó em mấy ký em nhớ không, em trai? Hồi xưa 58 ký. Giờ? 68 ký. Wow, vợ nuôi khéo lên tới 10 ký. Nhưng mà rất tiếc không trùng khớp. Câu 4, vợ chồng muốn thay đổi điều gì nhất để hòa hợp trong đời sống chung? Ví dụ như ông chồng ông hay đi nhậu, về hai bên cứ cằn nhằn hoài, xung đột. Giờ muốn thay đổi là ông không nhậu nữa. Lối sống sao mà cái câu hết sức là quề vốn mà chung chung vậy. Bên đây ít nhậu không trùng khớp. Câu 5, dự đoán trong năm nay hai vợ chồng sẽ có điều gì mới? Ví dụ năm nay hai vợ chồng tính mua nhà, hay là tính sinh con, hay là tính chuyển chỗ ở. Mua nhà không có. Vì vậy là nhà mình chỉ có trùng khớp được một câu mà thôi. 300 điểm dành cho nhà của Tuyết Dân. Gia đình số 2, chủ đề quản lý. Câu 1, vợ hay chồng, ai là người quản lý tài chính trong nhà? Vợ trùng khớp. Trời ơi, bởi vì cái chữ vợ thiệt bự. Cảm như bác khẳng định luôn cái chuyện này phải để một mình tôi lo. Em ơi, rồi một ngày em chi cho ông nhiêu tiền xài em? Dạ em chi theo tháng anh. Lương ảnh thì chuyển hết vô cho em, nhưng mà tháng em cho ảnh là đúng 1 triệu đó, chi phí hình thôi. Thôi xài đủ không em? Dạ, cũng nhín thôi mình. Em có muốn tăng lương không? Dạ muốn, cũng không biết làm sao rồi. Cuối cùng không được tăng lương mà chỉ có tăng giờ làm thôi. Câu số 2, khó khăn lớn nhất của vợ trong việc quản lý công ty là gì? Nhớ lại coi, có khi nào bà xã về bà kể trong công ty cái điều bà gặp khó khăn nhất là gì không? Kinh doanh, doanh số. Bên đây doanh số trùng khớp. Câu 3, hiện tại vợ trực tiếp quản lý bao nhiêu chi nhánh? 1 chi nhánh trùng khớp. Vợ hay chồng, ai quản lý thời gian bản thân tốt hơn? Tức là mình sắp xếp được mọi thứ của mình đó. Chồng trùng khớp. Em quản lý thời gian của em sao? Kể cho anh nghe thử. Giờ em là về kinh doanh á, nên thời gian đi nó cũng không có đúng trong một ngày như thế nào. Còn em thì em làm bên kỹ thuật nên thời gian á, thì mình sắp xếp được. Câu 5, vợ có giỏi quản lý cùng lúc nhiều việc không? Là bà vừa làm công việc bên ngoài rồi làm công việc gia đình kia luôn. Không, bên này có. Và như vậy là gia đình mình có 4 câu trùng khớp với nhau, mang về 1.200 điểm. Tiếp theo gia đình số 3, chủ đề nội trợ. Câu 1, ai thường làm việc nhà nhanh hơn? Vợ trùng khớp. Em ở nhà em làm nội trợ hết luôn hay sao em? Dạ.
công việc là em không? Chồng em có bao giờ phụ em không? Dạ không, anh đi suốt. Câu 2, chồng giỏi đi chợ mua thứ gì? Đồ nấu ăn. Trùng khớp. Đâu, nói nghe xem. Em đi chợ em trả giá cỡ nào, dữ vậy? Em đi chợ thì em ít trả giá lắm, nghĩa ai nói sai mua gì về bị vợ la hoài à. Tức là cũng có phụ vợ đúng không? Dạ, em thường thường là sáng là lấy xe, tại vợ không biết chạy xe, em đi mua đồ về. Vậy mà nãy bà nói, nãy bà nói là em không có phụ vào một cái gì hết trơn, trời. Không, em chỉ buổi sáng rồi xong tới giờ tới vô cơ quan làm đi làm rồi. Vậy là giỏi rồi, đàn ông mà chịu xách giỏ đi chợ là hiếm lắm em ơi. Câu 3, vợ khéo nhất là công việc nội trợ nào? Dù nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con cái. Nấu ăn, chăm sóc con. Nấu ăn, trùng khớp. Câu số 4, kinh nghiệm nấu ăn của vợ là tự học hay là ai dạy? Tự học hay là hồi đó má dạy hay là đi học ở nhà văn hóa phụ nữ? Các bạn, tự học. Tự học, trùng khớp luôn. Này, câu 5, việc nội trợ nào vợ yên tâm giao cho chồng khi vắng nhà? À, nhiều khi mình đi vắng á thì cái việc nào mình yên tâm nhất mình giao trọng? À, giữ con, lo cho con, trùng khớp luôn. Gia đình số 3, tâm đầu ý hợp. 5 câu trùng khớp mang về 1.500 điểm. Như vậy là ở vòng 1 này thì gia đình của Phê là gia đình mà có nhiều câu trả lời trùng khớp nhất. Em được tiến xuống một bước, chọn ô bên nào? Dạ em chọn bên phải. Mời em, bên phải. Bên phải sáng đèn. Và Phê sẽ được tặng quà là một bếp nướng điện. Chúng ta xem điểm số của cả ba gia đình. Gia đình Tuyết Dân 300 điểm. Gia đình của Diễm 1.200 điểm. Gia đình của Phê 1.500 điểm. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ hai với sự hợp lực của cả hai vợ chồng. Vòng thi mang tên Đồng Lòng Vượt Khó. Ở vòng thi thứ hai, hai vợ chồng sẽ đồng lòng vượt qua khó khăn này. Đó là một người sẽ dùng một cái rổ nhỏ xíu dày múc những cái bánh vàng bỏ vô, đưa lên trên cao, sau đó đi giật lùi lại tới cái thanh sắt ngang này, ngửa người ra đổ cái rổ banh này xuống. Người còn lại bên kia cầm cái dĩa hứng đã. Và nhà nào trong khoảng thời gian quy định là 2 phút hứng được nhiều banh nhất bỏ lên cái mâm kia thì xem như nhà đó sẽ giành chiến thắng nha. Dạ. Đầu tiên sẽ là Lê Diễm, mời em. Dạ. Chuẩn bị, vào vị trí. Thời gian bắt đầu. Rồi, dừng được rồi. Rồi, đổ đi. Đổ từ. Được chưa? Từ. Rồi. Rồi, lấy tiếp đi. Rồi, đứng lại. Rồi, đổ từ. Xong chưa anh? Từ. Wow. Rồi, chờ xíu nha. Được chưa anh? Thôi, dừng lại. Rồi, tiếp tục đổ đi. Được chưa anh? Rồi, tiếp nữa, đổ, cứ đổ đi. Rồi, chờ xíu đi. Xong chưa anh? Rồi, nữa, đổ đi. Rồi, tới đến múc đồ hết rồi này. Lẹ, bỏ mỏi. Rồi, đổ lên, rồi, ráng lên. Đổ. Rồi. Nửa ra xa một xíu. Rồi. Giống như mình tập uống kẹo. Đổ nữa đi em. Đổ đi. Rồi. Rồi, đổ trái ra luôn rồi tới múc ra xin bóng đi. Rồi. Ồ, cũng khá nhiều rồi nha. Tiếp nào. Rồi, tiếp này. Rồi. Xong chưa? Rồi. Được chưa? Rồi, đổ nữa đi. Được chưa? Rồi, nữa rồi tới lấy banh luôn. Tới lấy banh đi. Được chưa anh? Rồi, đổ đi. 2, 1. Được chưa? Rồi. Hết giờ luôn. Trời ơi. Quá trời luôn. Qua đây anh đếm cho coi. 2, 4, 6, 8. 26, 28 và 30. Trái banh. Xin mời gia đình tiếp theo. Tiếp theo là gia đình của Nguyễn Phê. Mình giờ có cái lợi thế là mình đứng cũng gần bằng cái xào đó. Thành ra là mình ngửa nhẹ ăn cái thôi là banh nó rớt xuống. Yeah. Bằng cách nó ngắn, không thả dễ hứng. Yeah. Ráng nghe em. Yeah. Rồi, cầm lên sẵn sàng, chuẩn bị. Yeah. Bắt đầu. Rồi. Rồi, đổ lên nha. Rồi, từ từ. Tiếp đổ rồi, đổ từ từ, đổ từ. Đổ từ từ, làm cái ào, cái ống đỡ không được, cái văng ra ngoài. Từ từ, đổ đi. Rồi, lấy băng tiếp đi. Rồi, đổ đi.
đổ xe cho nó rơi từng cái một á. Rồi, đổ, đổ, đổ đây, đổ đây. Nó văng ra ngoài hết. Khoan, khoan, từ từ, từ từ. Rồi, đổ, đổ đây. Rồi, rồi, khoan, khoan, khoan. Rồi, lấy băng thêm. Tôi có xảo trái gì nha. Rồi, đổ đây, đổ đây. Đổ đây, đổ đây, đổ đây. Rồi, khoan, khoan, khoan. Rồi, đổ. Đổ, đổ nó hết rồi, đổ hết rồi. Văng ra ngoài. Rồi, đổ đây. Rồi đổ đi. Đổ 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 đây. Rồi khoan khoan. Rồi đổ đây đổ 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 đây đổ đổ đi. Đổ đây đổ hết đi. 4 3 2 1 hết giờ. Tại sao mới có kinh nghiệm phải không? 2 4 20 22 thua nhà kia mấy trái ha, tại vì ông xã rút kinh nghiệm hơi lâu. Dạ. Tiếp theo mời gia đình còn lại. Tiếp theo gia đình của Tuyết Dân rút kinh nghiệm của cái nhà vừa rồi nha. Mời em bắt đầu. Chưa vô gì nào hết. Được một cái. Còn. Em phải nói cho vợ em biết nha em. Từ từ. Rồi đổ luôn. Còn cái đổ. Rồi đổ xuống. Từ từ thôi. Đổ xuống. Vô luôn, bốn cái. Rồi đổ xuống, từ từ. Rồi đổ xuống. Rồi. Đổ. Từ từ. Rồi, đổ xuống. Lên nhanh. Có thể vượt qua nhà rồi, số 1 đó. Đổ xuống. Có thể vượt qua nhà đầu tiên đó, ráng lên. 5. Đổ xuống. 4. Đổ xuống. 3, đổ lại đi. 2. 1. Hết giờ. Có khả năng chiến thắng. Ba mươi là thắng rồi, nhiêu đây là tiền lời nè. 40, 41 ra bàn, chúc mừng nhà của Tuyết Dân. Thử thách vừa rồi gia đình của Tuyết Dân là có tới 41 ra bàn cao nhất, cho nên được 2000 điểm. Tiếp theo gia đình của Lê Diễm được 30 ra bàn, 1500 điểm. Và cuối cùng gia đình của Nguyễn Phê được 22 ra bàn, 1000 điểm. Mời Dân, em sẽ được tiến lên trước. Em chọn ô bên phải, mời em. Bên phải trắng đen. Và em sẽ nhận được một phần quà của chương trình là một chiếc nồi áp suất. Điểm số bây giờ đã không còn cách biệt nhiều nữa, cho nên cả ba gia đình phải cố gắng ở vòng thi tiếp theo nha. Vòng 3, tâm đầu ý hợp. Vòng thi thứ 3, tâm đầu ý hợp. Phê sẽ là người diễn tả để cho ông xã trả lời, đúng không? Dạ. Yeah. Và bây giờ mời em hướng mắt nhìn lên màn hình. Chủ đề dành cho nhà mình là sông ngòi. Thời gian bắt đầu. Ở ngoài biển tôi kêu là gì, hai từ? Bồi đắp lên. Bồi đắp. Ba của xem tên gì? Ba của ai? Ba của Hiệp. Phù. Phù sa. Đúng rồi. Hai từ. Nước dâng lên ta gọi là gì? Lũ. Không phải. Chị của Đạt tên gì? Đạt nào? Đạt nào nhiều đạt quá. Chị của Đạt. Cái gì gì bán vé số hàng ngày, ý gì? Thủy. Hai nước từ lên, thủy nước xuống. Lên thủy gì? Thủy chiều. Đúng rồi. Mỗi buổi chiều anh hay đi bắt côn trùng về làm gì? Con cá. Ghim xuống gọi là cái gì? Cắm. Ghim xuống cắm gì? Cắm câu. Đúng rồi. Thường thường có mấy tháng cái ba từ thủy chiều lên gọi là cái gì? Nước cao. Rồi trùng khớp từ khóa rồi. Từ khóa cuối cùng nè, nhanh lên. Bốn từ, thường thường đi ra mà chống xuồng đi ra ngoài gì? Ruộng. Mày ruộng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đi. Mày ruộng là từ cuối cùng. Đi gì? Đi lên. Không. Lấy từ gì? Lên. Lấy từ đúng đầu, đúng từ đầu. Lên là đúng từ đầu. Đúng rồi. Từ đầu. Từ thứ hai. Cái D gọi là cái gì? Kinh. Không phải. Đúng bờ. Là đúng rồi đó. Kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Lên bờ, xuống ruộng. Trời ơi. Trời ơi, phải nói là ông xã của em rất là thông minh. Rồi nhanh nữa. Nhà mình giải mã được 4 từ, 2000 điểm.
Mời gia đình tiếp theo. Gia đình của Tuyết Vân, em sẽ là người diễn tả ha. Yeah. Mời em nhìn lên màn hình. Đó là phần quà của nhà tài trợ nhà hàng shop. Chủ đề trồng trọt. Thời gian bắt đầu. Mình trồng thì mình phải làm gì, mình tắt nước lên á. Nó lớn anh em, nó lớn. Tưới. Rồi cái dây về nhà trước mình trồng á, có hộp mình ăn á, kho cá hay bỏ vô, đâm bỏ vô á. Tưới tiêu. Rồi mình ví dụ như mình mua số thì mình trồng cái gì? Trồng rồi sao? Đúng. Rồi làm lúa thì phải đúng mùa. Mình trồng cây thì mình phải phun cái gì để cho đừng có bị thuốc trừ sâu. Rồi hay quá vậy. Mình lấy cái cây gì á mình nè. Tưới. Đúng phải. Đâm. Rồi. Từ đó là từ đầu nha, bốn từ lẫn cái từ cuối là phước, rồi tới cái gì tới thọ đó, lộc, cái từ là đi học mẫu giáo mà đâm lộc nãy chồi. Ngược lại đâm ngược lại từ đầu luôn, đâm chồi nãy lộc. Đúng rồi. Hỏi thường thường ta kêu bằng cái khu gì, ở nhà mình có cái khu gì á? Vườn. Rồi đúng rồi, vườn. Bình thường mình chăm bón là mình làm gì á? Vườn hoa. Không phải, cái giống như là mình gieo hạt, gieo hạt rồi mình gọi cái gì, mầm nảy mầm. Không vườn. Phải gần giống như cái từ đó, mình chăm sóc cho nó, mình ấp ủ cho nó, gọi là cái gì á? Vườn ươm. Đúng rồi. Đúng này. Này chắc ở nhà là ông này cũng chịu khó làm ruộng, làm đồng này kia, cho nên là rành quá, nói tới đâu đoán được tới đó. 5 từ khóa luôn, 2.500 điểm dành cho Tuyết Vân. Xin mời gia đình tiếp theo. Gia đình của Lê Diễm, mời em. Và đó là nhãn hàng shop, cũng là phần quà dành cho gia đình của mình. Chủ đề cuộc thi bắt đầu. Các cuộc thi thì cần cái gì? Cần gì? Thí sinh rồi còn gì? Thí sinh xong rồi tới gì? Khán giả. Khán giả còn gì nữa? Cổ động viên. Thí sinh. Cái người đó làm cái gì? Cái người đó là chấm điểm á. Giám khảo. Cuộc thi hoa hậu mà cao nhất là gọi là gì? Là hoa hậu. Là cao nhất á, cuộc thi cao nhất là họ kêu bằng gì? Bên cái gì hoa hậu hả? Bên ca ca hát cũng được nữa, ca hát cũng là cái cao nhất đó luôn. Qua khác. Cái đá banh mà người ta đạt cái gì? Cái đá banh thì người ta đạt cái gì? À, cúp. Ngoài cái cúp nó còn cái gì đeo trên cổ nữa? Huy chương. Huy chương gì? Huy chương vàng. Có bốn từ, học tài thi phận ta đổi lại là thành gì? Mình học rất là giỏi nhưng mà mình không có ở trong cái này. Từ đầu là cái gì? Không, bây giờ bỏ qua đi. Bây giờ cái cuộc thi hát á, thường ở trên TV nó hát á. Quán quân. Đó. Đồ thường ở nhà em làm gì? Từ thứ nhất, đồ em làm gì? Xếp. Rồi, xếp xong rồi nè. Xếp hạng. Dạ. Yeah. Không có đúng đâu. Thứ hạng. Hết chưa? Em nhìn xong, em nhìn đâu? Thứ hạng hay không bằng hên. Và có 3 từ khóa giải mã được mang về 1.500 điểm. Ở vòng thi thứ 3, gia đình của Tuyết Vân diễn tả được hết cả 5 từ khóa điểm cao nhất, cho nên em được tiến xuống một bước. Em chọn bên nào? Bên phải nữa anh ơi. Bên phải. Và ô bên phải sáng đèn. Em sẽ nhận được sản phẩm đó là một bếp điện từ. Điểm số của cả 3 gia đình như sau: Tuyết Vân 4.800 điểm, Lê Diễm 4.200 điểm, gia đình Nguyễn Phê 4.500 điểm. Rất là tiếc khi mà chúng ta phải chia tay với gia đình của Lê Diễm tại đây. Hai em sẽ ra về với giải thưởng trị giá là 4.200.000 đồng. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt nhanh tay đáp lẽ. Thưa bà con, chúng ta đang có mặt tại vòng đặc biệt với hai gia đình Tuyết Vân và Nguyễn Phê. Tuyết Vân, phải nói rằng em là một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Từ vòng 1 điểm thấp nhất mà bây giờ điểm của mình đang cao nhất ở vòng thi này. Cả hai phải cố gắng để có thêm nhiều điểm cho nhà mình nha. Câu số 1, chủ đề dinh dưỡng. Dân đạt được bao nhiêu? 1.000 điểm anh. Phê? Dạ em đạt được 1.000 điểm. 1.000. Thực phẩm có vị đắng thường tốt cho sức khỏe là đúng hay sai? Dạ, nhìn thấy anh là đúng ạ. Vì sao em nghĩ là đúng? Tại vì đắng là những cái chất mát, thành ra con người ăn sẽ dễ chịu hơn ạ. À, chính xác. Hầu hết các loại thực phẩm có vị đắng đều giúp loại bỏ độc tố và làm sạch cơ thể một cách tự nhiên. Ngoài ra chúng còn giúp làm tăng dịch vị tiêu hóa vì chứa nhiều hợp chất chống cảm lạnh và lão hóa. Câu số 2, chủ đề sức khỏe. Giảm cược 1.000 luôn. Giảm cược 1.000 điểm. Không chỉ tổn hại phổi, hút thuốc lá còn gây mù lòa hay vô sinh? Mời Dân.
Dạ cả hai luôn anh. Cả hai. Đây là đáp án. Không đúng. Phê có câu trả lời không? Mời em. À, có thể gây mù lòa chứ không có thể gây vô sinh ạ. À, tức là em nghĩ rằng là sẽ gây thêm mù lòa nữa đúng không? Đây là đáp án chính xác, chúc mừng em. Khói thuốc lá chứa hóa chất độc hại có thể gây kích ứng và gây hại cho mắt. Ví dụ, các kim loại nặng như chì và đồng trong khói đủ nhỏ để có thể xâm nhập vào thủy tinh thể, gây đục thủy tinh thể, gây mù lòa. Nghiên cứu cho thấy người hút thuốc có nguy cơ giảm thị lực cao gấp đôi so với người không hút thuốc. Câu số 3, chủ đề ẩm thực. Dạ em cực ngàn. Dạ em cực ngàn đi. Một ngàn. Phèo, phổi và lưỡi. Đâu là nội tạng động vật ăn sẽ gây hại và đâu ăn không gây hại? Mời phê. Phèo gây hại với phổi. Phèo với phổi gây hại. Dạ lưỡi thì không. Lưỡi thì không. Vì sao? Như mình ăn những cái gì đó là nó lan truyền qua phổi. Ừ. Thường thường xuống ruột là phèo ạ. À. Còn lưỡi thì không có. À. Điển hình như mình thấy lưỡi heo người ta vẫn hay làm các món ăn đúng không? Dạ. Còn phèo người ta cũng hay làm phá lấu rồi kia đó. Nhưng mà nó là đường ruột ạ. À. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng em. Nội tạng động vật là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhiều quốc gia. Tùy vào bối cảnh văn hóa, nội tạng có thể được coi là chất thải vứt bỏ, hoặc là món ngon, hoặc thậm chí là vị thuốc quý. Không có danh sách ăn được hay không ăn được, mà chỉ là lời khuyên dựa trên cái đặc tính khoa học mà thôi. Theo khoa học thì con người không nên ăn nội tạng động vật để tránh gián tiếp nhiễm khuẩn. Trong ba loại trên chỉ có lưỡi là không gây hại, vì nó thực chất chỉ là một bó cơ chứ không phải là cơ quan nội tạng giống như phèo hoặc phổi. Câu số 4, chúng ta có thể đặt cược phân nửa. Dân. Dạ em cược nửa số điểm. Dạ em cược phân nửa số điểm. À, xăng giả. Giờ cái hiện tượng xăng giả mình cũng hay nghe nói đến đúng không? Xăng giả là xăng có lượng dung môi pha trộn lớn, nhỏ hơn hay bằng 50%? Mời phê. Dạ thưa anh là nó lớn hơn ạ. Chắc chưa? Thường thì xăng giả nếu như pha chế vậy lượng đi 50% nữa. Tức là sao? Nó có thể bằng dạ. Hoặc nó lớn hơn. Dạ. Chứ nó không có nhỏ hơn. Dạ. Đúng không? Chắc dạ. Hả? Dạ. Đây là đáp án. Em đặt cược chi tới nửa số điểm lần em. Em đặt cược chi tới nửa số điểm để chương trình phải tốn tiền thêm cho em. Chính xác, chúc mừng em. Xăng giả hay còn gọi là xăng không đạt chất lượng. Khi mua phải xăng giả, biểu hiện đầu tiên là động cơ nổ máy không đều, tăng ga sẽ bị giật cục, thậm chí không đi được nhanh. Nhiều trường hợp do xe giật nên dẫn đến tình trạng vọt ga gây tai nạn. Sử dụng xăng giả dài lâu sẽ làm giảm tuổi thọ của xe, làm động cơ xe nóng lên, lâu ngày khiến các vỏ nhựa của động cơ nóng chảy, dẫn đến hở điện, nguy cơ chập điện, cháy nổ rất cao. Câu hỏi số 5, đặt cược bao nhiêu nào Dân? Dạ em đặt cược nửa luôn. Nửa số điểm. Phê. Em đặt cược 2.000 điểm. Được rồi, nhiêu cũng được, 2.000 nha. Ở đây có 4 loại hạt, hạt hướng dương, hạt nho, hạt bí và hạt táo. Hỏi loại hạt nào có thể chiết xuất thành dầu, loại nào không? Mời. Dạ, em trả lời là hạt táo là không có là tinh dầu. Hạt táo là không thể chiết xuất thành dầu. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Rất nhiều loại hạt có thể được chiết xuất thành các loại dầu tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Dầu hạt bí đỏ giúp tăng cường thị lực, ngăn ngừa các vấn đề tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa da. Dầu hạt nho có tác dụng trị mụn, dưỡng ẩm da. Đối với sức khỏe thì có tác dụng tăng sức đề kháng, ngăn ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường. Dầu hạt hướng dương cũng rất tốt cho hệ tim mạch và hệ miễn dịch. Còn hạt táo vì có một số chất có hại cho sức khỏe nên không được dùng để chiết xuất thành dầu. Chúng ta xem lại điểm số của hai gia đình. Gia đình của Tuyết Dân 5.700 điểm. Gia đình của Phê 10.500 điểm. Xin chúc mừng gia đình của Nguyễn Phê. Mời hai vợ chồng tiến lên phía trước. Rồi, tặng cho bà xã cái vòng hoa nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ xem coi gia đình của Nguyễn Phê sẽ tiếp tục mang về được bao nhiêu sản phẩm từ nhà tài trợ nha. Mời em. Dạ,
bộ được ngang ngang bằng rồi. Bình nữa là trời ơi rồi. Chúc mừng gia đình của B. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Kết thúc chương trình ngày hôm nay, kết quả như sau. Về ba là gia đình của Lê Diễm giải thưởng 4.200.000 đồng cùng sản phẩm của nhà tài trợ và một bộ nồi. Về nhì, gia đình của Tuyết Dân giải thưởng 5.700.000 đồng, sản phẩm của nhà tài trợ kèm với bộ nồi inox. Và về nhất, gia đình của Nguyễn Phê giải thưởng 10.500.000 đồng, sản phẩm của nhà tài trợ và một bộ nồi inox. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Vợ Tôi Là Số 1 xin được phép kết thúc. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt xốp sạch sâu ngát hương bền lâu sau các ngày dài đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nha, 20:30 chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 3:00 sáng ngày hôm sau cũng trên kênh Vĩnh Long 1, và 16:30 của ngày thứ hai trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.